Bạn còn bạn nổi. Cái hang nãy giờ bắt không hết chuột luôn cả nhà. Mình ăn kèm với rau sống, kèm thêm củ hành nữa, mình tới công chuyện luôn nghe cả nhà. Hi, xin chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Góc Quê nha mọi người. Thì hôm nay mà mọi người cùng mình với chú Lắm với ba mình đi đào chuột nha mọi người. Hôm nay lâu lắm, cái này lâu quá lắm chú Lắm không mới lên đây mọi người. Ở cái này không đi mặn. Đó, giờ mình đi qua mấy cái bờ đê đào chuột nha cả nhà. Hôm gà thì đồng mình cắt xong hết rồi cả nhà. Sạch đồng rồi đó, bây giờ mình đi theo mấy cái bờ đê đào chuột là ngon luôn nha cả nhà. Đó, bây giờ đồng mình ta cũng bắt đầu bơm nước vô cho vịt ăn rồi nha cả nhà. Bây giờ sẵn đi nè, mình như mình với ba mình với chú Lắm ghé ăn đây đi coi có vịt nó có đẻ gớt không nha mọi người. Đó, bây giờ mới bước qua thấy có trứng đầu tiên nha cả nhà, đem bước cho mình lụm nè, hai cả nhà thấy nằm là trắng trắng rồi đó. Để cho nó mua đất nè cả nhà. Còn cứt luôn nè. Đó. Tới mùa là mình đi theo mình lụm cái hộp vịt này đã lắm nha cả nhà. Nè. Này là nó đẻ thiệt sự luôn nha, là vịt nó đang nè. Nó đẻ em lại lừ hết trơn nè. Đẻ cho mấy cái con mua đất này cả nhà. Đó, năm trứng này lụm vòng vòng nó giờ năm sáu trứng này cả nhà. Đâu. Này cả nhà. Đó cả nhà thấy đẻ không? Để mình để đây đi. Đó được 2 4 6 trứng rồi đó. Còn kia trứng nữa 7 trứng. Đó để mình cuồn cuồn ở đây có nữa không nghe cả nhà. Đây cả nhà, nãy giờ trong lúc mình đi lụm hộp vịt đó cả nhà. Chú Lắm bắt được con rồi nè. Làm được trứng vịt nè cả nhà. Đó rồi giờ mình đi dạy đầu dài dài thêm mấy cái bờ đê này nghe cả nhà. Chú Mỹ không bỏ vô trúng 2-3 con rồi nè cả nhà, 2 con rồi. Ủa chặn nhưng mà miệng hang lớn như vậy chú Mỹ. Đó đâu rồi. Có đâu bạn này nè, nhập hết rồi. Lọn mày luôn vậy mấy gà. Đó thằng tao luôn nè. Nó xuống dưới nó dưới hàng. Ê. Thôi. Chạy ra kìa. Ê, chục con, chục con. Ôi, lên rồi. Con lớn ăn được con. Dạ. Lớn bán. Thôi lớn, lớn. Lớn này cả nhà. Lớn hả? Nó hàng qua xuống dưới bên. Nhà hàng cái mà hỏi tao chụp á. Ủa đâu rồi. Rồi. Chụp ơi, chụp ơi, chụp ơi. Quá quá bự cả nhà ơi. Chụp mẹ nè. Hay là chụp mẹ nè, nó chụp kia chụp con. Hết rồi. Còn rào đi. Còn có chụp con ra rồi. Rào đi. Cả nhà chụp con nó ra nè cả nhà. Nhiều bậy lắm. Này cả nhà. Anh gom vô hả? Đó, chụp bự đó. Ủa, con. Ủa, giữa cái bà gà. Cái nằm kìa. Bắt luôn đi. Cái nhà chuột lứa nằm lú đôi kìa cái nhà. Bắt đi. Lột vỏ. Đây có con bự, con bự của nằm đây nè. Trời ơi nằm lú đôi kìa, sắp lớp kìa nhà. Em lại đi, em lại đi. Đưa cái gọng ra. Dạ. Cái gọng ra. Nè, hôm nay coi cái nhà của nó nằm lú đôi nè. Chuột ăn được rồi. Mềm. Kìa nó nằm kìa. Lú đôi lử chứ. Bắt đi hơi rồi. Hàng chi cái hang nó bự phải đó, chuột bự đó. Chừng nó
làm 3 tầng ở dưới. Gà chạy đẳng đây kìa, chạy gà. Gà này rồi. Ha, còn. Ê, ê, ê. Còn con chuột bự nữa. Là cặp nó cặp ấy. Đó lú nó ghê không? Ê kìa lú hang lú luôn nè ơi. Ê, còn con bự nữa, bự nữa, coi 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 nha. Nó con quà này. Từ đi. Còn bự coi chút đuôi hang, cái hang này chuột kêu lắm rồi cả nhà, quá trời nhiều chuột rồi. Ừ. Qua thử bự. Đó đó có đuôi kìa. Dính rồi. Nè bác ơi. Vô vô ngách rồi. Rút ra, rút ra. Còn đừng chạy nữa đó. Hết rồi. Chuột này chuột lớn lớn luôn à. Chuột này bắt đi câu cá nhảy cái. Ừ, câu cá hết bạn, chuột lớn lớn. Này mấy con chuột này ngồi câu cá giò nó khoái lắm mày. Đó 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 kìa kìa. Để trả lại đó bác ạ. Gì vô hang luôn hay gì? Vô hang rồi. Đi vô hang này nè. Chuột đó chuột nãy đó. Có đúng rồi đó. Còn thông thương nữa đó. Ê qua lại đó. Đó, đó vô đó, một con. Ê ngoài à, ngoài ra ngoài ơi, nó chạy lên đường trên luôn. Nó đi đường lên lỗ lên này luôn nè. Sắn kìa đi, sắn kìa đi. Ê, đó. Đó. Chính được nghe cả nhà. Bỏ vô đây đứng gấp. Từ từ bắt là hết chạy rồi. Gấp quá nào chạy lãng chi ngầu chứ á. Rồi gấp nó túa rồi cái là hết bắt luôn rồi cả nhà. Đây cả nhà lú đuôi nè. Ờ. Ừ. Ừ. Ừ, nãy giờ nó gom vô đây nè. Ờ ghét. Nãy nó ơi. Mở bọc ra chứ. Hai ba con nãy giờ là mấy con đó nó gom vô đây hết trơn nè. Ba ông con luôn tùm lum chân luôn ơi. Nè cả nhà. Nhấc đuôi chân luôn à. Ờ lẹ. Bành bành không à. Chụp bự không đó. Ừ, bỏ vô. Nó còn con rồi nhà nó bóng lưỡng đã ghê cả nhà ơi. Nắm đôi. Nắm đôi. Nắm đôi lôi ra nha cả nhà. Bốn con năm con kìa, con chuột nó nhục bự nữa. Trời ơi con chuột nó hết thế, con chuột bự rồi. Gan đi, phải gan đi. Đây. Đây. Còn hang nó kìa cha. Ê, con lúc đầu đi. Ôi, ôi, bác, bác đây. Chạy nè. Chưa, chưa khoan. Còn hang nữa đó. Nắm đuôi gà. Có rồi. Nắm đuôi gà. Cùng rồi đó. Dạ, còn không còn chọn con bự nó dữ ơi. Bự. Còn cái đuôi bự cái gì kìa. Con có đuôi bự lắm. Nè nè, cầm bắt coi. Nó chạy hết giờ nè. Con có đuôi cho bá luôn. Dạ. Ôi rồi. Cái gì nãy giờ nó gom vô để trốn vô đây mà. Nó ăn sắp lớp gì hang kia riêng quá. Đâu có nữa ơi. Trời ơi con này bự nữa nè cả nhà ơi. Ê ê ê ê. Ê còn vài không nổi. Cả nhà. Cái hang nãy giờ bắt không hết chuột luôn cả nhà. Muốn đậu luôn đó. Rồi xích hết rồi sẵn đây. Ê ê. Chớp. Rồi chết, chết mẹ luôn rồi. Chết rồi. Chưa. Còn. Chữ ơi còn đó. Còn. Còn nó còn có ấy. Lứa bự. Bỏ vô luôn bà. Còn lứa bự nữa, vô luôn, vô luôn đi, cãi ra vô luôn đi. Chộp. Quá trời chuột rồi cả nhà. Nó lú ra liền phát luôn nha. Cá. Được rồi. Nhỏ chưa. Cùng lắm. Trời ơi, ơi nguyên bậy luôn á. Trong này cũng nói gì kìa. Bên nó chạy quanh đó mà. Ê, lại tiếp con này quá trời bự rồi hả. Tới luôn rồi. Chuột này chuột đẻ cả nhà. Ơ, con này bự lắm nha cả nhà. Sao vậy? Con này nè. Lú đầu đó nha. Mới lú đầu qua đó. Đó 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 đó. Đó. Mà chuột nó tay vô cắn, cắn kéo ra bà kìa. Con này để tính cách bắt nó nghe cả nhà. Có bắt à. Ê, chạy đâu con chuột bự dưới trời. Kìa 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 kìa. Ở chạy lẻ vậy? Rồi mắt rồi. Nó chạy mắt rồi cả nhà, nó hết đường kiếm rồi. Đâu có ngắt chạy ra trời. Nằm bên đó kìa chú ấy, ơi nằm lú kìa. Thấy rồi. Yeah.
bự á, chục này chục nái nè. Trời ơi, tụi có thuốc kia chạy lại á. Trời ơi, con chuột nó hết thế, con chuột này nè, chuột này khủng long luôn rồi nè. Trời ơi, chữa hả dạ ba gà? Đẻ rồi. Đẻ rồi, cái nó có bầu nữa. Con quỷ nữa đẻ thôi. Khỏi lắm đi ba gà. Vậy cắn hàm nội rồi. Quá thấy bọc chuột rồi. Tụi có đắng nó chạy lại á. Bắt rồi đó hả? Tụi có đắng nó chạy lại, chạy xe cái đó mất tiêu rồi. Dạ, này có thấy không có dồ. Đó. Ê, ê. Bắt chuột đó. Con làm biến bắt chuột bự quá. Bự lớn à. Được rồi. Nè. Mình còn ở đây nữa sao không? Ỉa luôn kìa. Mày bự cũng chậm luôn nha. Lửa. Ừ, đã. Còn hết. Kiểm tra đây. Như mà ăn xỉu rồi. Cùng cái nó đi qua đây liền trời. Nửa tháng nữa chưa hết. Rồi cả nhà ơi. Mình nãy giờ trong đào chừng mới con tiếng mấy 2 tiếng rồi cả nhà, bọc chuột mà lớn rồi cả nhà. Rồi. Ba cũng kia chuột có cầm không nổi rồi cả nhà. Đó giờ mình về chế biến ẩm thực nha cả nhà. Đây là cả nhà. Đóng chuột hồi sáng giờ mình bắt được chút xíu được nhiều chuột này cả nhà. Chừng 3 ký chuột có à. Nó với lụm được gỗ hộp vịt nữa nè. Rồi đây là mình sơ chế mấy con chuột này rồi mình thiết kế món quay nha mọi người. Đây là cái nhà con chuột mới mà làm xong rồi mình lấy ra nhìn nó nhìn thấy thèm không cả nhà, đỏ ao ha. Này cả nhà nhìn cái con chuột mới gắt lúa xong nó có mình có lớp mỡ này cả nhà, nó lột giữ lớp mỡ lại nó mới ngon nha cả nhà. Đó, để bà mình bắt mớ này ra phần nữa cái mấy chuột bự này thì mình khè nha, mấy chuột nhỏ này thì mình bầm nha, mình cuốn nó lốt nướng nha cả nhà, ngon lắm cả nhà. Mấy con chuột nhỏ này cũng ngon lắm, là nó mềm mà tại mình bắt làm biến làm à, chuột nhỏ là bắt thôi ha, cần bao mặn nấu. Đi mua đồ nè, mình gặp con mới đó lốt ngon quá, mình hái lên tận hồi mình bầm mình cuốn chuột đó cả nhà. Cuốn chuột chuột nhỏ đó cả nhà, mình bầm ra mình cuốn nó lốt này nướng ngon lắm nha cả nhà. Như thịt bò, ngon thịt bò luôn á. Đó đem cả mấy con chuột nhỏ nhỏ này cả nhà. Chuột nhỏ này nè. Đó là ba mình lấy bầm ra. À, hừ. Chuột chuột nhỏ giờ nó rất là mềm nha cả nhà, nó mềm hơn chuột bự nhiều lắm. Mình thường là mình xuống sông mình rửa đỡ cái nước dưới trước này cả nhà, thì ở trên đây mình có cái lu nè, mình để lóng nước trong mình xài này cả nhà. Đó, nên mình rửa nước trên lu lại, như nước dưới kinh như nãy đục lắm. Bữa nay chế món này đọc luôn nha cả nhà, chuột cuốn lá cách nướng nha cả nhà. Đó giờ mình bầm thêm hành củ vô nữa cho thơm nha, cuốn lá lốt chứ không phải lá cách nè, lá lốt. Chắc không để được nữa. Đó giờ thì mình nêm thêm một miếng tỏi băm nè cả nhà, rồi tiêu, rồi muối với bột ngọt nữa cả nhà. Đó, mình trộn lên họ nó sẽ dẻ, nó sẽ dính dài lại như chả vậy đó cả nhà, mình cuốn. Đó còn mấy con chuột này thì mình dặn ra cả nhà, chuột này cả nhà mà ăn muốn ngon đó cả nhà thì mình lấy dao mình bầm trong cái xương nó như này cho nó mềm ra, rồi chút mình làm mình ướp vô nó thấm nó ngon, nhưng mình ăn chuột nó mềm nó lắm nha, mình không dặn là họ ăn chuột cứ ngắt à. Đó dần mấy xương sống nó vậy đó, đứt mấy xương ra. Đó, rồi bây giờ chuột mình dần xong hết rồi cả nhà, mình nêm vô ngay cả nhà, tỏi nè với ngũ vị hương, cái chuột khè này không thể nào thiếu ngũ vị hương nha cả nhà, nó vô nó có mùi vị mới thơm. Đó, rồi mình nêm nước tương, đường, ngọt, nước mắm vô. Đó, thì
tùy khẩu vị của từng vùng miền thôi nha cả nhà. Thì với miền Tây mình ăn hơi ngọt ha. Để đường, đường bột ngọt với nước tương ướp cho nó thấm chút, mình thảy lên mình khìa. Đó, để nước tương vô. Mình ướp như thế này là mình thảy lên mình nướng cũng được luôn nha cả nhà, nhưng mà ít đường lại một chút. Nên mình khìa để đường nhiều. Mình khìa thì mình lấy đường nhiều. Cả nhà hãy ướp lên màu đẹp ghê không? Cái này một chút á, mình khìa với nước vừa khô á cả nhà, nó lên cái màu đỏ là đẹp dữ dằn lắm. Đó, bây giờ mình khử tỏi cho nó thơm cả nhà, đặng mình để chuột cho mình khìa đó. Đó, tại không có cái chảo chứ ra này khìa bằng cái chảo nữa cả nhà, mà không có chảo mình chơi bằng nồi luôn. Đó, cái tỏi á cả nhà, mình phải khử cho nó vàng, thiệt vàng tỏi lên cả nhà, để vô ấy nó mới thơm nha. Chứ mình để mình bầm ra nãy giờ cả nhà, với mình ướp vô nó cũng nó thấm vô thịt này cả nhà. Giờ mình cuốn vô cái lá lốt nè cả nhà. Cuốn như mình làm bò nướng lá lốt vậy đó, khi mình xỏ nãy giờ mình xỏ không được mấy sâu rồi cả nhà. Mình xỏ vô vậy nè. Như bò nướng lá lốt thảy lên nướng. Rồi, thấy vô chưa? Thấy đâu? Dạ, làm cái nó không có chịu. Đây nè, cả nhà, chú Mỹ mình ông nói cái lá mãng cầu rồi nè cả nhà, mãng cầu gai mình á. Cái mình cuốn này mình nướng cũng ngon lắm. Đó. Ba mình ông mới hái được mớ nè, để mình nướng ăn thử coi sao, nghe nói ngon lắm nha cả nhà. Thơm quá vậy. Đó, nãy giờ mình cuốn xong rồi cả nhà, hãy lên nướng thôi nha cả nhà. Cái này thì mình nướng cái lửa nó liêu kêu thôi nghe cả nhà, mình nướng lửa áp là nó bị khét á, nó khét ở ngoài nó cháy cái lá, mà thịt ở trong thì nó chưa chín. Đó thì ông ba nãy ông quét lên miếng dầu ăn nữa nha cả nhà, cho nó bóng nè cả nhà, nhìn thấy đưa vô miếng dầu ăn là nhìn nó bóng lên liền ha, chứ nó đỡ bị khét cái lá nè. Chế vô miếng rồi sao nó cũng còn. Còn này con nào cũng lấy nhiều rồi đây không Tân? Phải ăn tiền rồi đó. Không tiền rồi. Xôi nó xôi lại chín rồi dữ lắm. Đó cả nhà, mấy cái chuột mình khìa nó cũng lấy chín nè cả nhà, nhìn hấp dẫn vậy cả nhà. Đó, cái này mà mình ăn kèm với rau sống, kèm thêm củ hành nữa mình tới công chuyện luôn nha cả nhà. Đó. Còn cái dư dư này để ba mình trộn cơm vô hoài ăn. Chắc ngày mai đi viên, bữa nay mất đó. Công chuyện rồi. Xong bây giờ ba mình để ông gãi đậu phộng vô. Nó chưa là trộn cơm đi ba. Chưa đi. Rồi ngày mai đi, mai mình chạy xuống lấy. Đó, gãi đậu phộng luôn nha cả nhà. 370 à. Cả nhà. Đó, hôm nay thì sau đi ngày một ngày sáng giờ đi săn bắt chuột thì chế biến ra được hai món nha cả nhà. Đó, cái chuột này cuốn lá lốt mãng cầu, cuốn lá lốt lá mãng cầu cả nhà. Để chú bắp tiêu tỏi chú Mỹ mình cũng thử nè. Thơm, thơm chú Mỹ, ngọt không chú Mỹ? Ngọt quá. Ngọt nữa thơm, ớt mới mà không bò nữa. Dạ. Thịt bò không à? Không phải không? Mời cả nhà ăn ly. Mới ngon quá cả nhà. Rồi. Đó, cái món chuột chuột khìa cả nhà. Món này nhất cái nắp đó nè, nhất mấy củ hành nữa đó. Thơm thịt bò nữa vậy. Có gì nữa? Thơm gì béo vậy? Dạ. Thơm gì béo vậy? Nào chế biến mà. Mới ghê. Cuốn cái này cuốn vô rau chấm vô nước tương cái nha. Ba mình cũng làm chén nước tương chua ngọt nè. Có hành với chanh ở trong đây nữa. Rồi
cho Mỹ mình ăn cuốn coi cái cuốn này mới giữ nè cả nhà. Chấm này phải chấm lúc vô nè cả nhà mới ngon. Chấm lúc vô. Ăn phải cho mạnh vô. Đói quá nó hơi run tay cả nhà mà nó ngon nữa. Mình thì mình khoái mấy cái đồ mà mình săn bắt lên lên đây làm nó ngon cả nhà. Chứ mình khi mình kẹt lắm mới mua đồ ngoài chợ lên mình làm ẩm thực thôi. Thì ra đồ đồng mà bắt là được, ngon nhất. Dạ ngon. À. Nhai luôn xương luôn. Đã không rồi. Mời cả nhà ăn miếng á. Chuột đồng ấy mềm dữ, mùa này nó mập á. Cái này là mình còn bắt săn bắt ăn được nha cả nhà, thôi mốt xuống giống là ta thuốc lúc đó hết ăn rồi. Cái vụ mà mình mới cắt lúa xong rồi nè mọi người, là chuột mình bắt ăn là nó ngon nhất, nó mập. Con nào cũng thấy cái da của nó lớp mỡ như vậy, lớp vậy. Thì tới nước vừa nó thơm ra, nó không thơm mà chuột. Nó mà phê bên trong cái thôi. Mời cả nhà. Mồi ngon, phải làm cốc đế vô nghe cả nhà. Xương. Đó cái chuột cuốn lá bản cầu nó ngon lắm cả nhà. Cả nhà có dịp nào làm thử nha. Nãy mình ăn miếng quá ngon luôn. Xương ngon rồi. Mình chuột nhỏ mềm. Quá hơi cái cục chuột cả nhà ăn vừa ăn nha. Bự quá chứ. Rồi, qua ăn các anh em chiến hữu. Bả chữ chết luôn. Lắm nó ngon. Mình khì á cả nhà, tới con chuột á nó rút mà nãy mình dằn á. Ngọt ngọt. Nó rút. Nó rút ba gia vị vô con chuột, bây giờ nó ngon lắm cả nhà. Mình thử miếng lá lốt rồi chú lắm. Lốt nè, bỏ lá lốt cạn vô. Chuột miếng lá lốt. Mình là chuột nướng lá lốt nha cả nhà. Ta bò nướng lá lốt, bây giờ mình chế biến lại là chuột. Mình ớt mình nướng lá lốt cả nhà. Món này là độc lạ luôn nha cả nhà. Lạ. Ngon thịt bò nha. Ngon thịt bò nữa. Bò chứ không ăn, còn khi nó hơi bò nó tanh tanh, ngày ăn không có mùi tanh luôn rồi. Mời cả nhà miếng. Sướng mình. Hai cục luôn anh. Để đúp bò luôn nó mới sướng. Này có thịt bò ta. Có thịt bò. Thịt bò dễ lại đó. Mình thịt xong. Mình đi ông sang lát nhóc. Mời cả nhà. Mời em chiến hữu nha. Không biết nguyên cục nó mới đãi rồi cả nhà. Nó xương cũng mềm. Dặn mới được chứ dặn không thấm. Chỗ nó cứ ngắt à. Thấm gia vị vô cũng ngồi ngay nguyên xương luôn. Đó rồi. Nghe nhà nhìn chén nước chấm tới một chuyện cho cái nhà. Chén nước chấm ngon rồi. Cái nhà quên. 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 Chịu không nổi đâu nghe cả nhà. Tới mùa này rồi cả nhà xiên cái đi ra đồng săn hò nhóc. Ăn. Sáng mình với ba với chú Mỹ đi đào có tầm 2 tiếng không tới cả nhà. Rồi nhậu mạnh luôn. Mà hai tao mà ngán quá, hai tao bỏ mới. Bỏ sao mới còn. Bỏ sao mới còn nữa. Mặn chuột này mặn cực thiệt.
Chút cử mặn mau. Trời ơi, mình biết mặn mau đó, mồi cắt bốn chân rồi cái giờ lóc đuôi là nó để gạt cái giết cái đầu nha xong. Rồi nó thấm nhũ vàng nữa nha. Biết lọt cũng được. Chuột. Đậu phộng rồi vô nữa ha đó, cắn thơm thơm giòn giòn. Mà cũng cho bạn mới. Sướng quá nhỉ. Mà nó nhạn đi ngủ. Cái này không bắt thì vài bữa nữa sao bắt. Bơm nước dịch, bơm nước vô tản vô bờ kinh hết. Ờ vô kinh lớn chưa? Rồi cái mùa săn bắt này nó cũng heo mộ nha cả nhà. Vậy bữa dịch vô là mình chuyển qua dịch nha cả nhà. Mùa này là thời gian này là bắt chuột nè. Đó nó hết chỗ rồi, chuyển qua dịch. Chuyển qua dịch cỏ nha cả nhà. Để mình quay cận cảnh cái dĩa thịt khè cho cả nhà xem. Trời ơi, đó. Bánh bánh không quen con không. Mà nó mềm ghê chứ, mềm kinh khủng luôn. Bây giờ vậy nó mới ngon. Tới, tới nó nấu các bạn. Các em chiến hữu luôn nha. Quán mồi là đúng là mồi thầy nè. Bữa nào là các bạn có bắt được chuột chuột nhỏ nhỏ đó, chuột lớn cũng được, bầm ra cái mình quấn vô lá cách đó cả nhà, vô lá lốt. Mình nướng, mình nấu vậy đó, cái chuột nhỏ nhỏ đó mình bầm. Bầm cho mình xào cũng được, mình quấn thì mình nướng cũng ngon. Thơm xuống ha. Đưa ra nó không đóng mỡ nữa ha. Bò chứ ông ăn hồi mà lạnh lạnh là ông ăn hở mẹ. Ngán liền rồi, đúng rồi. Ăn đã ghê. Rồi mới mấy con nhỏ nhỏ là chết cho mình rồi. Bắt về xạo luôn, mà cái mặn đông đông đâu mà ít mặn nổi rồi, ổn sống. Sáng cái nhà chuột nhỏ nhỏ này nó lình khinh cho luôn mà đập đầu bỏ không có bắt được nè. Để nó phá nó phải vậy. Tới mùa còn nó cắn lúa banh vậy. Cái con chuột nhỏ nhỏ đó mình dằn ra mình khìa này một cái mà quất lủng cái là con cái con đó. Cũng đó đó, con đó đã. Con đó đã. Bự đã. Kẹp nó sao đây? Dứt vô hoàm miệng nữa nó đã. Kìa nước dừa nó ngon ngủ dị hương rồi cả nhà. Về tối nhức mình nào. Nhức mình. Về tối ngủ nách giật giật giật. Cho quy phiên miếng cái nhà em mỏ ra giờ thấy giật mềm miếng nước mỏm chảy tung mất công á vô cũng không làm món lạ lạ này kêu ăn nhức gần ha chuột nó mềm ghê trời thì quá thấm luôn rồi gì đó ông thề mấy mấy không phải đâu. Mặn không có nhà. Cái hơi mặn quá. Mặn mà nó ngon cả nhà ơi. Con chuột á, mọi người muốn khìa nó ngon á mọi người. Thì mọi người dằn nó giống ba mình nãy vậy đó. Mấy cái dao bầm bầm cái sống lưng đó. Là mình khìa nó sẽ rút cái gia vị vô á. Ngon lắm. Nguyên xương luôn. Là nhai không có bỏ gì luôn á cả nhà. Bữa nay mới gì người ta không bán cháo đâu bộ tử phải rồi. Ăn ổng mì không? Bữa nay. Tương mình làm chua ngọt ngon quá nha. Con chuột khìa nó lên cái màu đỏ vậy là mới ngon nữa nha. Đẹp. Thấm đều quá. Hết ba trái dừa gì hết. Ngon. Dừa. Ngon ngon dừa không? Dứt cục bự bự, cục chuột bự bự nó đưa vô hoàm miệng nữa nó ngon. Làm cuốn đã cả nhà. Hai cuốn thôi mới phê hết rồi. Cuốn luôn. Rồi ngon lắm rồi. Đây mồi chế biến quá đặc sản quá ngon luôn cả nhà. Còn hơn là đặc sản nữa. Dữ lắm. Thở ra đó.
chiên nước chấm nó chuẩn, đưa vô cái đã liền. Đâu có mặn đâu, chua mà ngọt. Cay cay. Chấm hào nãy giờ nổi chán chấm trơn nha. Ăn gì nó mới ngon nè cả nhà. Chứ mình ăn nhín nhín không ngon đâu, nó ăn gì đó mới đã. Mình làm chủ yếu giải cốc nha, chủ yếu ăn màu. Hết nổi quá. Hết rồi. Cao cao lên. Cao cao lên, đưa cao cao lên coi. Ừ. Ừ. Một bự quá, hơi chốn quá vậy. Chốn hả? Sướng quá. Mày mới đã nè. Ừ. Ừ. Béo mũn ngon. Chấm vô, chấm vào lúc lúc vô nha cả nhà nè. Lăn nó vô cho nó rút nước nó sốt vô. Làm mắm chua ngọt mà cũng làm biến quá vậy mà ở nhà hả? Hết bài. Bởi vì cái này khỏi ăn cơm phải. Ngon luôn. Như trên đồng nhỏ quýt nấu cơm nha mà. Ngồi không. Đó, dứt lần ba cục vô đó cả nhà, hòa miệng mới sướng. Cả nhà. Ôi lạ. À, rồi video của mình cũng xin tạm dừng tại đây nha cả nhà. Cả nhà xem video thấy hay hấp dẫn thì nhớ ủng hộ cho kênh mình một like, một đăng ký, nhớ bật cái chuông để bật thông báo cả nhà, để khi có video mới nó sẽ thông báo cho cả nhà cùng xem ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh nha. Chào cả nhà. Gắn chế biến món thứ này cả nhà ơi.